liên quan đến việc bổ nhiệm sai cán bộ của nguyên chủ tịch huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt cán bộ đã bị phát hiện vào công chức không qua thi tuyển. Chính quyền thành phố Đà Nẵng tập trung làm rõ vấn đề có hay không việc chủ doanh nghiệp có biệt danh là Vũ Nhôm can thiệp gây sức ép với chính quyền Đà Nẵng để phục vụ các mục đích kinh tế. Kẹt xe, nỗi ám ảnh với những người dân sống ở những đô thị lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến hầm Diềm vượt sông Sài Gòn hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, nhiều ngày nay cũng thường xuyên kẹt cứng vào giờ cao điểm. Trong phần tin thế giới, gần 5,5 triệu cử tri Catalonia được kêu gọi đến các điểm bỏ phiếu để tham dự cuộc bầu cử vùng được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử hàng trăm năm của xứ sở đòi ly khai. Trước thềm cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc về Jerusalem, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo sẽ cắt viện trợ đối với những quốc gia không ủng hộ vùng đất này là thủ đô của Israel. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chắc hẳn để có mặt ở gia đình vào thời điểm này cùng quây quần bên gia đình là một điều may mắn với rất nhiều quý khán giả. Sở dĩ tôi gọi đó là điều may mắn vì với những ai đang tham gia giao thông trên đường vào khung giờ này thì chắc hẳn họ sẽ phải rất vất vả để vượt qua cái tình trạng kẹt xe. Một cái vấn đề muôn thuở, thậm chí là khi mà chính quyền ở các đô thị lớn đã có những công trình hiện đại bậc nhất để góp phần giải quyết tình trạng này thì xem ra hiệu quả vẫn chưa thể cải thiện được. Tôi sẽ cùng quý vị làm rõ vấn đề này trong một ít phút nữa tới đây của bản tin ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là một tin tức đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC và 7 bị can khác trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVPland và Công ty Cổ phần Minh Ngân. Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc thông đồng với các người khác ký thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVPland thấp hơn mức thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, năm 2009-2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chủ trương chuyển tất cả các công ty bất động sản về PVC. Vì vậy, PVPland sáp nhập vào PVC, kéo theo dự án Nam Đàn Plaza, chủ đầu tư là công ty Xuyên Thái Bình Dương. Theo cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản của PVPland tại công ty Xuyên Thái Bình Dương. Những người này đã thông đồng với các đối tượng liên quan, người môi giới, người đại diện bên mua để ký thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVPland tại công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng một mét vuông đất, thấp hơn mức giá PVPland đã thỏa thuận đặt cọc 52 triệu đồng một mét vuông, tạo ra chênh lệch giá để chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVPland, trong đó có tài sản nhà nước. Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hủy quyết định khởi tố bị can với ông Phí Thái Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội và 6 người khác. Trước đó, vào ngày 22 tháng 5, ông Phí Thái Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can để điều tra tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan sự cố liên tục vỡ đường ống nước sông Đà. Cơ quan điều tra cáo buộc trong giai đoạn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex, ông Bình đã để xảy ra nhiều sai phạm dẫn tới đường ống nước sạch kém chất lượng, hư hỏng nhiều lần, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm ngàn hộ dân. Ông Bình là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex, chủ đầu tư dự án đường ống dẫn nước sạch sông Đà, trước khi làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2006-2011. Cùng với việc hủy quyết định khởi tố bị can, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khôi phục quyền lợi dân sự cho ông Bình. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can với các thành viên Hội đồng Quản trị Vinaconex giai đoạn 2003-2004. Hơn một tuần khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kiểm tra về vụ Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm thần tốc và những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng của ông Lê Phước Thanh cùng các vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, dư luận trông chờ sẽ có hoạt động kiểm điểm rút kinh nghiệm xử lý trách nhiệm từ phía tỉnh ủy Quảng Nam. Tuy nhiên cho đến nay, địa phương này cho biết họ vẫn chưa nhận được văn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề này. Đây là thông cáo báo chí về kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thông cáo có nêu rõ,
Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam là ông Lê Phước Thanh, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cá nhân tập thể có liên quan theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dũng, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam cho biết vẫn chưa nhận được văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề này. Hiện tỉnh vẫn đang chờ văn bản từ phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tỉnh cũng chưa nhận được lịch làm việc từ phía Trung ương với địa phương về vấn đề này. Trong khi đó, trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức họp, nhưng cuộc họp không đề cập đến các nội dung liên quan đến sai phạm. Còn trong một diễn biến liên quan, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã xin nghỉ công tác trong thời gian 2 tuần. Tỉnh ủy Hậu Giang vừa yêu cầu Ban Tổ chức tỉnh ủy rà soát lại các thủ tục liên quan đến quy trình bổ nhiệm ông Quỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương, là con trai của Nguyên Bí thư tỉnh ủy. Trước dư luận, ông này được thăng tiến nhanh. Ông Huỳnh Thanh Phong sinh năm 1982 là con trai ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang. Ông Phong bắt đầu đặt chân vào làm việc ở một phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang vào đầu năm 2011. Sau hơn 4 năm, tức là tháng 7 năm 2015, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này. Khi ấy, ông Phong chưa tròn 33 tuổi. Nếu có chuyện chủ doanh nghiệp có biệt danh là Vũ Nhôm can thiệp gây sức ép với chính quyền Đà Nẵng để phục vụ các mục đích kinh tế, thì đó là sự sỉ nhục với chính quyền. Do vậy, không phải các cơ quan chức năng không quan tâm đến ý kiến của dư luận mà đang tập trung làm rõ vấn đề này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thẳng thắn trả lời như vậy trước nhiều cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu tại Đà Nẵng vào chiều tối ngày 20 tháng 12. Vũ Nhôm là ai? Người này có liên quan gì đến sai phạm trong việc bán nhà công sản và giao đất ở khu đô thị quốc tế Đà Phước? Câu hỏi này lại một lần nữa được nêu ra với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đại tá Lê Công Thạnh, nguyên chỉ huy trưởng tỉnh đội Quảng Nam, Đà Nẵng cho hay, sau sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và ông Nguyễn Xuân Anh, dư luận vẫn còn xôn xao về cái tên Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm. Có hay không, việc Phan Anh Vũ chỉ mặt và có lời lá ham dọa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi sẽ cho nghỉ việc. Khi chính quyền không đồng ý yêu cầu của Vũ về một dự án nào đó, mà cái chỗ cái câu này đó, thì thực tế anh em còn có dư luận là tăng lắm đó. Có một số đồng chí lãnh đạo có mặt, nó giống thiên nào thân với như vậy. Với những vụ việc đây, cho thấy Phan Anh Vũ đã qua trường chính quyền thành phố, tác động, mua chuộc, lôi kéo gây sức ép, buộc một số người có lòng tha ý mình. Trước sự có mặt của cả Bí thư và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, Đại tá Lê Công Thạnh đề nghị cần làm rõ, kết luận chính xác những câu hỏi có liên quan đến Vũ Nhôm, giải tỏa dư luận. Trả lời ý kiến này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, không phải đến hôm nay dư luận mới hỏi Vũ Nhôm là ai. Cái tên Vũ Nhôm đã kèm theo cái tiếng xấu của Đà Nẵng lan khắp cả nước rồi. Một cái chính quyền như thế này mà lại có thể để như thế, thì nếu như có như thế thì làm sao chấp nhận được? Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không? Thế nên là cho câu chuyện này thì cũng xin được kể lại một chút với các bác, để các bác chia sẻ. Thế còn đối với chuyện cái câu trả lời Vũ Nhôm là ai như thế nào, thì thực sự ra bắt anh Hùng nói thì đúng rồi, chính quyền trong tay mà. Nhưng mà chúng ta đang thực hiện được nhà nước pháp luật. Và tôi chỉ nói một ý này thôi, là Đà Nẵng không thể đứng ngoài cái cuộc chống phòng chống tham nhũng của cả nước được. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, hiện nay Bộ Công an đang tập trung vào Đà Nẵng để làm, kết quả như thế nào thì dựa trên cơ sở luật pháp và phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ông Trương Quang Nghĩa cũng cho hay,
một cái tên cũng xôn xao dư luận ngoài Bắc là Út Chọc, cũng vừa được quân đội xử lý, bắt giam. Do đó, dư luận và nhân dân yên tâm là các cơ quan chức năng phải trả lời câu hỏi về Vũ Nhôm. Vâng, cái tên Vũ Nhôm được đương kim bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhắc tới ngày hôm qua sau khi các vị tướng tá kỳ cựu và trước đó là cử tri thành phố Đà Nẵng chất vấn với hàng loạt câu hỏi rằng Vũ Nhôm là ai, có dính dáng tiêu cực gì, có hay không chuyện tay trong thân hữu. Và câu trả lời dư luận nhận được là các cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc Vũ Nhôm là ai. Danh nhân Phan Văn Anh Vũ không còn xa lạ gì ở Đà Nẵng. Nhiều người gọi là Vũ Nhôm, sinh năm 1975, nguyên quán ở Đà Nẵng. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, trụ sở tại số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 79 và Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Vũ còn sở hữu cổ phần lớn nhất ở công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Gia Compound. Công ty này được đổi tên từ công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát, doanh nghiệp đứng tên tặng xe tiền tỷ cho Nguyễn Xuân Anh, người vừa bị cách chức bí thư Thành ủy Đà Nẵng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, các công ty của ông Phan Văn Anh Vũ còn được biết đến là đơn vị nắm giữ hàng loạt bất động sản có giá trị nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Xây dựng 79 có nhiều thương vụ mua bán bất động sản nổi tiếng tại Đà Nẵng trong vòng 10 năm trở lại đây, như là hai khu đất vàng dọc đường Bạch Đằng và khách sạn Novotel ngày nay, vụ chuyển nhượng lô đất phía nam đường Phạm Văn Đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Ô tô Phương Trang, thương vụ thâu tóm khu đất 29 ha thuộc dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, nay là The Sunrise Bay của Đà Nẵng. Theo thống kê của Sở Xây dựng Đà Nẵng thì Bắc Nam 79 cũng chính là công ty mua nhiều nhà công sản hóa giá trị nhất Đà Nẵng trong thời gian vừa qua. Trong cuộc trao đổi với các tướng lĩnh quân đội tại Đà Nẵng vào chiều ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết vừa qua cơ quan chức năng của quân đội đã bắt một trường hợp có tên là Út Trọc. Ông Nghĩa nói quan điểm của người của ai thì đơn vị đó phải xử lý. Quân đội xử lý bắt Út Trọc rồi, công an hiện cũng đang làm và phải trả lời câu hỏi về Vũ Nhôm. Và theo một nguồn tin chúng tôi mới vừa nhận được thì chiều tối nay 21 tháng 12, một lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng đã xác nhận công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an tiến hành khám xét nhà ông Vũ Nhôm. Ngôi nhà mà cơ quan công an khám xét có địa chỉ tại số 82 đường Trần Quốc Toản, đèn điện sáng nhưng cửa thì đóng kín. Bên ngoài thì nhiều xe biển số xanh của các cơ quan công an. Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đã tụ tập quanh ngôi nhà này để có thể theo dõi diễn biến của vụ việc. Trước đó thì trong công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng do Trung tướng Trần Đăng Yến, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra A92 Bộ Công an ký về việc phối hợp thực hiện nội dung điều tra làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua chuyển nhượng 31 nhà đất công thuộc sở hữu nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các nhà đất công mà công an điều tra đều nằm tại các vị trí đắc địa nhất của thành phố và hầu hết được bán cho doanh nghiệp không qua đấu giá. Và trong khi đó, theo quy định của luật đất đai, khi bán nhà hoặc đất công sản phải đưa ra đấu giá công khai. Vâng, và trong khi dư luận cả nước chưa bớt nóng sau quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn trong vụ bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, thì thêm một vụ việc được phát hiện, đó là ông Phạm Bá Oai, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa trước đó, đã ký tuyển dụng hàng loạt cán bộ trái quy định. Vụ việc này một lần nữa tiếp tục gây bất bình trong dư luận và nhân dân. Kết luận thanh tra số 442 của Sở Nội vụ Thanh Hóa chỉ rõ, năm 2012, khi đang là Chủ tịch huyện Hoàng Hóa, ông Phạm Bá Oai đã tuyển dụng nhiều cán bộ công chức không đúng số lượng như chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chỉ tiêu tuyển dụng chỉ 2 người. Nhưng ông Oai đã ký tuyển dụng 3 người. Đặc biệt, trong 5 năm giữ cương vị Chủ tịch huyện, ông Oai đã cho hàng loạt cán bộ vào công chức không qua thi tuyển. Do các bộ phận tham mưu trong quá trình nghiên cứu các quy định của chính phủ, thì chưa thực hiện đúng cái việc là khi có nhu cầu tiếp nhận từ viên chức hoặc từ cán bộ công chức cấp xã về thì phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban tỉnh và được Chủ tịch Ủy ban tỉnh đồng ý thì Ủy ban nhân huyện Hoàng Hóa mới ban hành quyết định tiếp nhận. Ngoài ra, từ năm 2011 đến năm 2015, có 22 trên 87 trường hợp tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành văn, sử, giáo dục công dân không thuộc đối tượng thu hút theo quyết định 798 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng vẫn được tuyển dụng.
9 trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, không đúng chuyên môn và 6 trường hợp điều chuyển không theo quy định. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban huyện trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện là rất lớn. Những cái sai sót đấy thì không riêng gì trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban dân, mà chúng ta nói phải đó là trách nhiệm từ các cơ quan tham mưu nơi gác khuôn cho Chủ tịch Ủy ban dân và các ban phòng ngành khác. Chúng tôi cũng thấy một cái điều nó cũng rất là băn khoăn, rất là tư tưởng, bởi vì là chúng tôi được bổ nhiệm, được điều động nó cũng là do tổ chức, mà anh em thì cũng không có khuyết điểm, không có lỗi trong quá trình công tác. Thế nhưng mà bây giờ bị thu hồi các quyết định thì có thể nói là anh em cũng rất là băn khoăn, rất là tư tưởng. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Hóa đã kiểm điểm các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ban hành thông báo chấm dứt hợp đồng đối với những trường hợp sai quy định trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Riêng ông Phạm Bá Oai sau vụ việc đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục với một vấn đề mà tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, càng về những ngày cuối năm thì người dân thủ đô Hà Nội mỗi lần đi ra đường lại thêm mệt mỏi khi mà tình trạng ùn tắc giao thông, thậm chí là có những nơi giao thông bị hỗn loạn vào giờ cao điểm. Ngay cả tuyến đường trên cao Vành đai 3 vốn được coi là một cứu cánh trong việc giảm tải lưu lượng phương tiện xe cộ trong nội đô, nhưng mà đến thời điểm này cũng đang quằn mình với cổng một lượng phương tiện quá tải. Đi trên vỉa hè đã trở thành thói quen của người dân thủ đô nhiều năm nay. Nếu muốn kịp giờ làm hay về nhà không quá muộn. Hầu như hôm nào đều tắc hết. Ùn tắc, tắc nhất là do cái hệ thống là ô tô là nhiều quá. Đa số đi xe máy là phải lách và lách lên vỉa hè thì mới đi qua được. Tức là cái đoạn đường này nói chung là cái đoạn bắt đầu từ 8 giờ cho đến khoảng đến 9 giờ là cái đoạn rất hay tắc. Tắc từ cái đoạn là đoạn tôi đang đứng cho đến hết cầu Nguyễn Chí Thanh. Ngay tại các nút giao thông Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh hay đường trên cao Vành đai 3, những nơi có cầu vượt, có đường trên cao, với mục tiêu giảm ùn tắc, thì các phương tiện trên cầu và khu vực lân cận vẫn cứ di chuyển như thế này. Theo đánh giá của người dân, thì hàng loạt cầu vượt và hầm chui dù có được xây dựng lên cũng không thể đáp ứng được nhu cầu giao thông. Hà Nội thì có rất nhiều cầu vượt nhưng mà chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu đi lại của người dân. Cả cái lượng ô tô to và ô tô khách là khá là to. Một cái ô tô nó có thể chắn được một nửa cái đường hoặc là 1/3 cái đường rồi. Nói chung là nhiều công trình xây dựng nên là vất vả lắm. Tắc đường nhiều, nhất là giờ cao điểm. Theo số liệu thống kê, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang quản lý 504 cầu các loại và 113 hầm cơ giới. Tuy nhiên, con số đó chưa đủ đáp ứng cho số lượng phương tiện cá nhân lên đến 5,5 triệu chiếc xe như hiện nay. Bên cạnh đó, với hơn 485.000 ô tô, chưa tính 1,2 triệu phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn, đã khiến tình trạng ùn tắc tại Hà Nội trở thành bài toán khó giải. Với thực trạng đó, trong vài năm tới, người dân Hà Nội sẽ tiếp tục vẫn phải dùng cái cách đi trên vỉa hè để về nhà như thế này. Không chỉ là thủ đô Hà Nội, kẹt xe đã trở thành một nỗi ám ảnh với những người dân sống ở các đô thị lớn. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, là một đầu tàu kinh tế của cả nước với dân số trên 13 triệu người, cùng với lượng phương tiện khổng lồ thì hầu như tuyến đường nào của thành phố cũng bị ùn tắc một cách nghiêm trọng vào giờ cao điểm. Và câu chuyện kẹt xe đã trở thành một bài toán nan giải mà thành phố này đã phải lay quay và chưa tìm được đáp án suốt nhiều năm qua. Ngay cả khi tuyến hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Diêm hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á được xây dựng nhằm giảm áp lực giao thông cho thành phố từ quận nhất sang quận 2 và ngược lại, thì nhiều ngày nay cũng thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt cứng trong những giờ cao điểm. Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 6-7 giờ sáng hoặc 5-6 giờ chiều, một lượng lớn phương tiện lại đổ về hầm vượt sông Sài Gòn. Với chưa đầy 500 mét hầm, để vượt qua thông thường chỉ mất từ 3 đến 4 phút. Nhưng nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh với những người phải đi qua đây vào giờ cao điểm. Nếu mà giờ cao điểm là cũng khoảng có chừng 15-20 phút là mới qua được đầu hầm. À, bây giờ là kẹt nhiều hơn, vận động quá. Để đổ xô vô cái đường này đi, như đường này đẹp ra, đi đường này nhiều hơn. Hầm Thủ Thiêm
công trình hầm dìm vượt sông Sài Gòn đầu tiên của Việt Nam, lớn và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Chính vì thế, ngay khi được đưa vào sử dụng cuối năm 2011, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực cho cầu Sài Gòn, rút ngắn thời gian từ quận 1 sang quận 2. Tuy nhiên, sau 6 năm đưa vào sử dụng, tuyến hầm hiện đại này cũng rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như nhiều tuyến đường khác của thành phố. Phương tiện mà lưu thông qua hầm thì ngày càng tăng. Giờ trung bình thì một ngày lưu thông qua hầm ô tô khoảng hơn 47.000. Và so với cùng kỳ năm 2016 thì tăng khoảng 26%. Và với xe gắn máy thì một ngày hiện tại thời điểm hiện nay được khoảng 270.000. Thì so với cùng thời điểm 2016 thì tăng khoảng 30%. Thì với cái lưu lượng tăng như vậy thì nó xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nơi hầm vào những giờ cao điểm. Xây cầu vượt, mở rộng đường, đây là những giải pháp mà thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai để giải bài toán kẹt xe. Tuy nhiên, với dân số đông, lượng xe lớn cùng với những khu đô thị mọc lên một cách chóng mặt, những giải pháp của thành phố đã chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Khi được trao cơ chế đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh tính đến việc thu phí ô tô vào trung tâm thành phố để khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng, giảm lượng xe, từ đó sẽ giảm áp lực giao thông cho thành phố. Tuy nhiên, việc bỏ ra vài chục nghìn khi đi ô tô vào trung tâm có giúp người dân mua được sự thông thoáng, có giúp thành phố giải được bài toán kẹt xe một cách căn cơ hay không, hay lại tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân? Đây là câu hỏi mà thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa trả lời được. Không chỉ đối mặt với tình trạng ùn tắc ở nhiều cửa ngõ vào thành phố, mà hơn 2 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với vấn nạn xe khách trá hình, bến xe lậu. Dù nhiều lần được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hứa xóa sổ, giải quyết dứt điểm, nhưng nếu chứng kiến tình trạng này vào dịp cuối năm thì rõ ràng lời hứa xóa sổ xe khách trá hình, bến xe lậu chỉ là khẩu hiệu. 22 giờ đêm. Đây là thời điểm bến xe lậu của công ty Thành Bưởi tại địa chỉ 266, 268 đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5 hoạt động rầm rộ nhất. Cả một đoạn đường biến thành bến xe. Xe khách và nhận khách rời bến khiến cho trật tự an toàn giao thông của khu vực này rất lộn xộn. Điều đáng nói là bến xe lậu nằm ngay cạnh trụ sở thanh tra giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có bất cứ lực lượng nào kiểm tra xử lý. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 3 lực lượng có chức năng xử lý xe trá hình, bến xe lậu là thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các quận huyện. Tuy nhiên, cả ba cơ quan này đều bất lực với bến xe lậu, xe trá hình như thế này. Do cái pháp luật của mình nó có cái kẽ hở, một mặt đó nó có tạo sự thông thoáng là để mà phục vụ người dân thuận lợi đi lại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải. Tuy nhiên thì mặt khác là đơn vị lợi dụng vào cái chỗ đó để mà họ lắp lực và chở khách trên tuyến cố định, dùng cái hợp đồng để chở khách trên tuyến cố định, đó là rất là khó khăn để mà xử lý. Không dừng lại ở xe khách trá hình, bến xe lậu, mới đây công ty Thành Bưởi còn ngang nhiên bán vé online trên mạng, vi phạm nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải. Ngoài ra, công ty này còn lập bến lậu tại số 586 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Và dù hoạt động trái phép cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không ai xử lý. Trong khi đó, tại bến xe miền Đông, dù là thời điểm cuối năm, nhưng lượng khách đến bến xe này giảm so với các năm trước. Các nhà xe ở đây phàn nàn rằng xe khách trá hình, bến xe lậu bên ngoài đã tạo ra sự không bình đẳng đối với các nhà xe làm ăn chân chính ở bến và họ đã lâm vào cảnh khó khăn. Những cái xe đó thì nó làm cho xe tôi nó mất đi những cái thu nhập hàng ngày, hàng tháng luôn, cái tiền thuế mà đã đóng thuế, đóng thuế nè, đóng phí khi xuất bến nè. Và cái lượng khách vào bến cũng rất là ít. Thì hầu trước kia 10, bây giờ chỉ cần 2. Tất cả đều nó đi xe ở ngoài hết. Tụi tôi vô trong bến này đóng thuế. Tất cả cái gì cũng qua thuế má của nhà nước đầy đủ. Nhưng mà cái lượng khách ra ở ngoài nó chặn đường nó bắt hết rồi. Tất cả những hãng ở ngoài nó chạy ngoài đường, nó lấy khách của doanh nghiệp rất nhiều. Nói chung là cũng mong cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý triệt để những cái tình trạng đó. Xe trá hình, bến xe lậu không chỉ lách luật để hoạt động mà còn kéo theo những hệ lụy về trốn thuế, bất bình đẳng trong kinh doanh, mất an ninh trật tự an toàn giao thông,
và đặc biệt là tạo tiền lệ xấu về xem thường kỷ cương pháp luật. Xe khách trá hình, bến xe lậu đã không còn là chuyện nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí đã được nghiêm túc đặt trên bàn nghị sự tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân của thành phố. Nhưng mà cho đến nay, mọi việc thì vẫn đâu vào đó. Liệu rằng với một cơ chế đặc thù được giao nhiều quyền hơn, thành phố Hồ Chí Minh có đủ chế tài mạnh để lập lại trật tự trong kinh doanh vận tải hành khách? Hơn 2 năm qua, xe khách trá hình, bến xe lậu đã khiến trật tự đô thị thành phố Hồ Chí Minh bị biến dạng. Xe khách thích dừng ở đâu, bắt khách thì dừng. Doanh nghiệp thích lập bến xe ở đâu thì lập. Khi thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện sai phạm và xử phạt hành chính thì doanh nghiệp lại kiện ra tòa. Các cơ quan báo chí phản ánh sai phạm cũng kiện ra tòa. Trong câu chuyện này, dư luận đã đề cập rất nhiều về trách nhiệm của cơ quan quản lý là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi thấy rằng là đối với Sở Giao thông Vận tải thì cũng có một phần trách nhiệm trong việc mà chậm tham mưu cho thành phố, cho bộ thông một số cái giải pháp để đảm bảo những cái bất cập thời gian dài, tức là chúng ta chậm tham mưu để sửa đổi những cái quy định pháp lý, cũng như là chậm tham mưu trong việc tổ chức các đoàn liên ngành để kiểm tra. Nhưng thời gian vừa rồi chúng ta đã làm thì có thể là trách nhiệm sở thôi. Phân tích của các chuyên gia cho thấy phải làm rõ liệu có tình trạng bảo kê, bao chi của cơ quan chức năng khiến cho việc không thể xử lý dứt điểm xe khách trá hình và bến xe lậu hay không. Vì hiện hệ thống cơ quan quản lý, hệ thống pháp luật khá đầy đủ, không thể có chuyện biết doanh nghiệp lách luật mà làm ngơ. Tại sao lại xảy ra hiện tượng là cũng đi kiểm tra nhưng chỉ kiểm tra mang tính hình thức, có hỏi xe này xe kia nhưng mà nó vẫn chạy? Thì như thế có nghĩa là phải có sự thông đồng với nhau, mà cái sự thỏa hiệp với nhau này chắc chắn phải thỏa hiệp trên lợi ích, chứ nó không thỏa hiệp trên cái chuyện gọi là quen biết. Cho nên tôi đã nói là vậy thì ở trên đã cho anh một cơ chế đặc thù, anh hứa rằng có cơ chế đặc thù anh sẽ làm cho thành phố Hồ Chí Minh này nghĩa là phát triển thông minh và văn minh hiện đại, thì tại sao cái này anh không làm được? Theo tôi, thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu trong cái lập lại trật tự về cái bến bãi, trong cái vụ mà tệ nạn xe dù bến gốc. Còn cái chuyện gì, cái vấn đề nhu cầu người dân, sở thích người dân thì chúng ta sẽ cập nhật theo để cho nó phù hợp với lại kinh tế thị trường, phù hợp với lại cái việc định hướng của nhà nước. Chứ không nên hiện nay có luật rồi mà không sử dụng luật, mà giáo bộ hiểu sai luật nữa. Và bữa nay nó náo loạn hết trong cái gọi là trong cái giới vận tải, thì ai nhìn vô quản lý nhà nước người ta không tin nữa. Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc thù cũng là niềm hy vọng của người dân khi những vấn đề tồn tại và hạn chế sẽ được giải quyết, trong đó có vấn nạn xe khách trá hình, bến xe lậu, đưa hoạt động kinh doanh trở lại sự bình đẳng và lành mạnh. Đặc biệt, lập lại trật tự vận tải hành khách sẽ góp phần lập lại trật tự đô thị, vốn đang ngày càng vượt ra tầm kiểm soát và không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân như hiện nay. Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng kiểm lâm và bộ đội biên phòng không làm tròn trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến 189 cây bơ mu rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Tương Dương bị chặt phá. Câu chuyện ly khai hàng trăm năm qua của xứ Catalonia đang đi đến hồi kết khi hàng triệu cử tri bỏ phiếu để tham dự cuộc bầu cử vùng được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử. Thưa quý vị và các bạn, trong loạt bài điều tra của nhóm phóng viên VTC về vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Tương Dương với 189 cây bơ mu bị chặt phá tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa kết thúc vào ngày hôm qua, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chặt phá rừng là do lực lượng kiểm lâm và bộ đội biên phòng không làm tròn trách nhiệm. Trong 170 vụ phá rừng, trong đó có 17 vụ có tính chất nghiêm trọng với gần 200 người tham gia, thu giữ gần 5.000 mét khối gỗ mà Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá trong năm nay. Đặc biệt là vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại rừng phòng hộ đầu nguồn huyện Tương Dương với 189 cây pơ mu bị chặt phá. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng chặt phá rừng là do lực lượng kiểm lâm và bộ đội biên phòng không làm tròn trách nhiệm. Tôi khởi tố về
cái vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ở tại Tam Hợp, rồi ở tại Lưu Kiền của Tương Dương. Thì như vậy là một loạt các cái lực lượng kiểm lâm, trong đó có hai chủ rừng chúng tôi đã bắt giam cách đây 2 hôm. Và sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục khởi tố các cái đối tượng liên quan. Nói điều này để nói rằng là chúng ta phải xử lý nghiêm để lập lại trật tự, và nếu không thì chúng ta sẽ không bảo vệ được rừng. Được biết đầu năm đến nay, tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ hơn 730 vụ vi phạm lâm luật, lâm sản, tịch thu hơn 1.000 mét khối gỗ các loại. Tình hình thực hiện công tác giao đất, giao rừng, công tác bảo vệ quản lý còn nhiều bất cập, nhất là tình trạng khai thác rừng trái phép được cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Cái thực trạng hiện nay là người dân tìm cách làm nghèo kiệt rừng để chuyển cái mục đích sang cái đất rừng sản xuất. Hoặc là có cái thực trạng hiện nay ở các huyện miền núi cao là cái hiện tượng bán chui cái đất nhà nước giao. Cái việc mà chặt phá rừng đó thì chủ yếu nó thuộc cả cái vùng biên giới, hoặc là nhưng mà trong này thì chúng tôi cũng muốn đồng chí trao đổi rõ thêm một tí là vừa rồi đó thì cái việc chặt phá rừng đó thì nó chủ yếu nó thuộc vào những cái nhóm đối tượng hoặc là cá nhân đơn vị nào quản lý. Giải trình về vấn đề này, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, trong 14 vụ phá rừng được đưa ra khởi tố từ đầu năm tới nay cho thấy, đối tượng chặt phá rừng chủ yếu là người dân địa phương và cán bộ xã. Và riêng đối tượng thì thậm chí có phải nói rằng có một số cán bộ địa phương, cấp xã cũng là vào đánh dấu cái cây trong rừng, cây này cây của tôi. Chính quyền cấp xã là có trách nhiệm bảo vệ rừng theo cái luật bảo vệ rừng, phát triển rừng. Mà lại chính là người tham gia cũng có những cá nhân đã tham gia chặt rừng. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cũng khẳng định, trong thời gian tới, nếu chính quyền địa phương, chủ rừng không nêu cao trách nhiệm, lực lượng kiểm lâm không bám sát địa bàn và bộ đội biên phòng không vào cuộc quyết liệt thì rừng tiếp tục bị phá. Trở thành ông chủ mới của Tổng công ty bia rượu nước sà giải khát Sài Gòn Sapeco khi đã mua hơn 51% cổ phần của Sapeco với mức giá là 320.000 đồng một cổ phiếu. Tỷ phú Thái Lan Chairen Sirivahanabhavat đã phải đối mặt với giá cổ phiếu sụt giảm trong 3 ngày vừa qua và thua lỗ ngay gần 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bình luận về vụ việc này, các chuyên gia chứng khoán tỏ ra khá bình thản và cho đây là một chuyện bình thường trên thế giới. Trong 3 ngày qua, giá cổ phiếu SAB của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco đã liên tục giảm mạnh. Từ mức giá 309.000 đồng một cổ phiếu vào ngày 18 tháng 12, ngày mà tỷ phú Thái Lan Chairen Sirivahanabhavat chính thức mua hơn 51% cổ phiếu của Sapeco, cổ phiếu SAB đã liên tục giảm sàn về mức 249.200 đồng một cổ phiếu, tương đương giảm 60.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa của Sapeco đã giảm tới 48.400 tỷ đồng. Và trong đà giảm sâu của Sapeco, người chịu thiệt hại nhiều nhất là công ty Vietnam Beverage, công ty liên quan tới tỷ phú Thái Lan Chairen Sirivahanabhavat. Mua gần 344 triệu cổ phiếu SAB với giá 320.000 đồng, giá trị cổ phiếu đã sụt giảm hơn 24.000 tỷ Việt Nam đồng. Cái lượng tiền mà nhà đầu tư Thái bỏ ra xấp xỉ 5 tỷ USD và cái sự sụt giảm của cổ phiếu Sapeco trong 4 phiên vừa qua nó tương ứng khoảng gần 22% giá trị. Như vậy là tỷ phú Thái đã mất một cái lượng tiền tương ứng khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhìn nhận, điều mà tỷ phú Thái Lan quan tâm là bản thân Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco là thị trường bia tại Việt Nam, chứ không phải đầu tư để kiếm lời từ biến động giá cổ phiếu. Khi mà một nhà đầu tư muốn nắm quyền control, nắm quyền kiểm soát của một công ty rất là lớn, mà lại công ty có thị phần kiểm soát trong một ngành rất là nóng ở trong thị trường, thì chắc chắn là họ sẽ phải bỏ ra một khối tiền, một cái gọi là một cái giá trị cao hơn so với mức giá của nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường. Và thực ra là ở trên thị trường thế giới thì nó có những cái nhà đầu tư họ chấp nhận trả gấp đôi, gấp ba so với cái mức giá mà nhà đầu tư nhỏ lẻ chấp nhận, là đây là một chuyện rất là khá là bình thường. Tôi cho rằng đây là một cái sự thành công của chính phủ và SCIC khi mà bán cổ phiếu về bia rượu ngành thực phẩm. Và tôi cho rằng là giá 320.000 đồng thì tỷ phú Thái chấp nhận mua cái mức giá này thì bản thân người ta cũng đánh giá được các cái thế mạnh của doanh nghiệp, và người ta không nhìn ở trong cái ngắn hạn về cái giá cổ phiếu và biến động giá cổ phiếu, mà người ta mua thứ nhất là để quản trị doanh nghiệp và thứ hai là người ta
mua cái hệ thống phân phối bia ở trong nước khi mà cái lượng tiêu dùng của người dân Việt Nam rất là lớn. Cũng theo các chuyên gia chứng khoán, với lực xả hàng rất mạnh, cổ phiếu Sapeco có thể giảm xuống mức 200.000 đồng một cổ phiếu rồi đi ngang. Sau đó, diễn biến của cổ phiếu này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào những thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Sapeco. Trên thế giới, thưa quý vị và các bạn, hơn 5,8 triệu cử tri Catalonia của Tây Ban Nha ngày hôm nay 21 tháng 12 bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra hội đồng lập pháp của vùng tự trị này, sau khi hội đồng vùng và chính quyền địa phương trước đó bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha giải tán do có những hành động vi hiến khi mà đơn phương đòi độc lập cho Catalonia. Gần 5,5 triệu cử tri vùng Catalonia ngày hôm nay được kêu gọi đến các điểm bỏ phiếu để tham dự cuộc bầu cử vùng được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử Catalonia. Cuộc bầu cử này sẽ lựa chọn ra 135 nghị sĩ mới cho Nghị viện Catalonia. Tham gia tranh cử để giành 135 ghế này là 7 đảng phái gồm 3 đảng đại diện cho phe ủng hộ Catalonia ly khai, 3 ủng hộ cho sự thống nhất của đất nước Tây Ban Nha và 1 đảng trung ương. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 20 giờ tối theo giờ địa phương. Tại hơn 8.200 điểm bỏ phiếu của 4 đơn vị bầu cử của vùng Catalonia là Barcelona, Tarragona, Girona và Lleida. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy lượng cử tri đi bầu sẽ ở mức cao kỷ lục từ 82 đến 85% và chênh lệch kết quả giữa phe ủng hộ và phe phản đối Catalonia độc lập sẽ vô cùng sít sao ở mức 1 đến 2% tổng số phiếu. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, chính quyền trung ương Tây Ban Nha cũng như chính quyền địa phương đã huy động trên 10.000 cảnh sát để bảo vệ các điểm bỏ phiếu và sẵn sàng đối phó với các tình huống bạo động. Do sự ganh đua sát sao giữa các đảng phái, nên yếu tố quyết định thành bại của các đảng phái sẽ nằm ở khoảng 600.000 lá phiếu còn đang lưỡng lự của các cử tri. Cuộc bầu cử tại Catalonia ngày hôm nay đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới, bởi lẽ đây là một cột mốc quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng ly khai Catalonia, vốn gây tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị Tây Ban Nha và của cả châu Âu trong thời gian qua. Và trước thềm của cuộc bầu cử, giới phân tích nhận định cuộc bầu cử này có quá nhiều biến số phức tạp, khiến cho mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Barcelona, tại Tây Ban Nha. Vâng, thưa anh Quang Dũng, anh có thể cho chúng tôi biết về tình hình hiện nay ở các điểm bỏ phiếu như thế nào không ạ? Vâng, đúng 9 giờ sáng ngày hôm nay, theo giờ địa phương tại Barcelona, thì toàn bộ các điểm bầu cử tại vùng Catalonia đã mở để đón hơn 5,5 triệu cử tri của vùng Catalonia đi bầu trong một cuộc bầu cử được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử tại vùng này. Và ngay từ những phút đầu tiên sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa thì đã có rất đông cử tri Catalonia xếp hàng để đi bầu. Theo quy định thì hôm nay vẫn là ngày làm việc bình thường nên các cử tri đi làm việc thì chỉ được phép nghỉ 4 tiếng trong ngày để thu xếp đi bầu. Nên đó cũng có thể là lý do mà ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông cử tri vùng Catalonia đến các điểm bầu cử. Tuy nhiên thì tất cả các thăm dò cũng như phân tích dư luận trước bầu cử đều cho thấy đó là cuộc bầu cử năm nay sẽ ghi nhận một lượng cử tri tham gia đông kỷ lục, có thể là trên 80%, thậm chí là có thể lên tới 85%, tức là nhiều hơn con số 75% của năm 2015. Tình hình an ninh thì cũng đã được tăng cường rất nhiều trước cuộc bầu cử ngày hôm nay. Cảnh sát địa phương, tức là lực lượng Mossos d'Esquadra thì đã được bố trí khoảng 12.000 người, cộng thêm 3.000 cảnh sát quốc gia và khoảng 2.000 dân vệ để đảm bảo an ninh trong các điểm tại các điểm bỏ phiếu cũng như trên các đường phố. Và Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cũng cho biết là họ cũng đã chuẩn bị một lực lượng 2.000 cảnh sát để sẵn sàng tiếp viện trong trường hợp cần thiết. Báo chí ở Catalonia và Tây Ban Nha cũng cho biết là biên giới giữa Tây Ban Nha và Pháp cũng đã được tăng cường để phòng trường hợp là ông Carles Puigdemont, tức là cựu chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, có thể bất ngờ trở về trong ngày hôm nay. Có thể nói là vùng Catalonia đang sống trong một ngày lịch sử trọng đại của vùng đất này. Vâng, và theo nhận định của ông thì sẽ có xảy ra những cái kịch bản nào trong cái cuộc bầu cử lần này, thưa anh Quang Dũng? Đối với kết quả của cuộc bầu cử ngày hôm nay thì hầu hết giới phân tích đều có chung một nhận định, đó là cuộc bầu cử tại Catalonia ngày hôm nay không chỉ là quan trọng nhất trong lịch sử tại vùng này mà còn là cuộc bầu cử khó dự đoán nhất. Sở dĩ như thế đó là bởi vì có quá nhiều biến số. Thứ nhất đó là lượng cử tri tham dự. Mặc dù con số dự đoán cho thấy là sẽ có rất đông cử tri vùng Catalonia đi bỏ phiếu, có thể là trên 80%, nhưng có một lượng lớn cử tri vẫn đang lưỡng lự. Và một trong những thắc mắc đó là lượng cử tri được gọi là đa số im lặng, liệu có đi bỏ phiếu đông đảo hay không? Bởi nếu như lượng cử tri này đi bỏ phiếu đông đảo thì khả năng là các đảng ủng hộ một nhà nước Tây Ban Nha thống nhất có thể sẽ giành chiến thắng.
Tuy nhiên, các cuộc thăm dò thì đều cho thấy đó là không có phe nào, kể cả phe ủng hộ hay phe phản đối Catalonia độc lập, có thể giành quá bán. Và trong trường hợp phe ủng hộ Catalonia độc lập chiến thắng thì phe này cũng sẽ không giành được đa số đủ lớn để tự lập lên chính phủ. Chưa kể đó là trong nội bộ phe này còn có sự chia rẽ rất lớn giữa đảng Cộng hòa cánh tả ERC của ông Oriol Junqueras với đảng Tất cả vì Catalonia của cựu thủ hiến Carles Puigdemont. Có rất nhiều kịch bản đã được bàn đến trong ngày hôm nay. Từ việc phe chiến thắng là phe ủng hộ Catalonia độc lập không đủ sức lãnh đạo, cho đến kịch bản đó là lần đầu tiên trong lịch sử của vùng Catalonia có thể sẽ có một đảng thân chính quyền trung ương Tây Ban Nha lên nắm quyền, đó là đảng Ciudadanos. Nhưng cũng có các kịch bản khác, chẳng hạn như kịch bản về một việc một đảng nhỏ chỉ đứng thứ tư hoặc thứ năm trong cuộc bầu cử ngày hôm nay nhưng cũng có thể đứng ra thành lập chính quyền tại Catalonia, bởi đảng này có thể sẽ trung hòa được các mâu thuẫn giữa các đảng phái khác. Và cuối cùng vẫn có một kịch bản khác, đó là cuộc bầu cử ngày hôm nay dẫn đến một kết cục bế tắc cho tình hình chính trị tại Catalonia và vùng này sẽ lại phải tổ chức một cuộc bầu cử khác trong vòng 6 tháng tới. Vâng, xin được cảm ơn anh Quang Dũng với những thông tin từ Barcelona. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề khác cũng rất nổi bật trong chính trường quốc tế ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo sẽ cắt viện trợ đối với những nước ủng hộ dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc phản đối việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Cảnh báo này được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp khẩn của Liên Hợp Quốc về Jerusalem theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Hôm thứ Hai vừa qua, hầu hết các đại diện của các quốc gia tại Liên Hợp Quốc đều không sẵn sàng bình luận công khai về lá thư đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã gửi cho họ về vấn đề Jerusalem, trừ vị Đại sứ Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, ông Olof Skov. Lập trường của chúng tôi về trường hợp này đã rất rõ ràng. Chúng tôi đã có cơ hội để thể hiện quan điểm của mình tại Hội đồng Bảo an. Đó là lập trường mạnh mẽ căn cứ trên các nguyên tắc của chúng tôi. Thụy Điển là một trong số 14 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết về Jerusalem hôm thứ Hai, yêu cầu Mỹ rút lại quyết định của mình. Ngay sau đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ nghị quyết này trong sự tức giận. Hoa Kỳ sẽ không cần bất cứ quốc gia nào khuyên bảo về việc đặt đại sứ quán ở đâu. Những gì mà chúng tôi đã thấy ở Hội đồng Bảo an là sự xúc phạm. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Theo yêu cầu của các quốc gia Hồi giáo và Ả Rập, Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn bất thường với 193 thành viên vào ngày thứ Năm để đưa ra một bản dự thảo nghị quyết bác bỏ nghị quyết công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu bà Nikki Haley báo cáo lại những quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ và ông chủ Nhà Trắng sẽ cắt viện trợ với những quốc gia này. Tôi thích thông điệp của bà Haley đưa ra tại Liên Hợp Quốc. Họ đã nhận hàng trăm triệu đô la, thậm chí là hàng tỷ đô la Mỹ, và rồi họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc bỏ phiếu này. Hãy cứ để họ bỏ phiếu. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền. Chúng tôi không quan tâm. Phát biểu này của Tổng thống Trump không đề cập cụ thể tới bất cứ quốc gia nào. Thực tế, hầu hết cộng đồng quốc tế đều phản đối quyết định tranh cãi của Washington. Bằng chứng rõ nhất là kết quả bỏ phiếu hôm 19 tháng 2 khi Mỹ hoàn toàn bị cô lập bởi 14 thành viên còn lại tại Hội đồng Bảo an. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng về vấn đề Jerusalem ngày 21 tháng 12 nếu được thông qua thành một nghị quyết thì sẽ không có giá trị ràng buộc pháp lý, nhưng phản ánh tiếng nói chính trị mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Ít nhất đã có 19 người bị thương khi một chiếc ô tô lao vào đám đông người đi bộ ở thành phố Melbourne, Australia. Cảnh sát tiểu bang Victoria cho biết vụ lao xe này là một hành động cố ý. Sự việc xảy ra tại giao lộ giữa phố Flinders và Elizabeth. Theo hãng tin Sky News, chiếc ô tô SUV nhãn hiệu Suzuki màu trắng đã vượt đèn đỏ, tăng tốc và lao vào người đi bộ tại khu vực hạn chế tốc độ 40 km/h. Ít nhất 13 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, tờ Guardian của Anh dẫn lời một số nhân chứng cho biết chiếc xe đã không phanh lại trước khi đâm vào những người đi đường. Vụ việc xảy ra vào thời điểm khu vực trên đang rất đông người đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh. Hiện chưa rõ động cơ dẫn đến hành động này. Ngoài tài xế lấy chiếc ô tô này, cảnh sát đã bắt giữ thêm một đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra. Một binh sĩ Triều Tiên vừa đào tẩu sang Hàn Quốc vào sáng sớm nay theo giờ địa phương. Đáng chú ý, đây là vụ đào tẩu thứ hai tại khu vực biên giới hai nước chỉ trong 5 tuần trở lại đây. Theo người phát ngôn Roy Ae-chun của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, một binh sĩ Triều Tiên cấp thấp đã vượt qua biên giới vào lúc 8 giờ 4 phút. Lính biên phòng Hàn Quốc đã bắn gần 20 phát súng cảnh báo về phía những binh sĩ Triều Tiên đang truy tìm người đào tẩu. Bên Hàn Quốc cho biết đang tiến hành điều tra cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.
tuy nhiên từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Trước đó, vào ngày 13 tháng 11, một binh sĩ khác của Triều Tiên cũng đã đào thoát sang Hàn Quốc dù đã bị thương nặng sau khi trúng đạn trong cuộc truy đuổi. Bản tin tối ngày 21 tháng 12 đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.